À, chào mọi người nha. Thì mình đang xay chén mọi người, giờ mình cũng xay xong rồi. Giờ đó, cái em cái bên gặp được ngõ nó muốn vậy nè mọi người. Nãy mình không có phớt đèn qua, cỡ phớt đèn qua mình thấy à, sát bên luôn. Ủa, bố nhìn đá không? Nhìn trắng 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 nhìn đẹp. Mấy hàng nữa. Nhìn đã. Nắm vậy mọc lên nhìn trắng, nhìn quay nhìn đẹp. Còn bố 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 bóp nhìn không thấy gì hết đấy. Nắm nó cũng lên cao rồi, mấy chân nó cũng còn nhỏ mà. Mấy chân nào ấy được cái nại nữa. Chân này cứng rồi ha. Ghê. Không thấy được. Nằm dưới cái lá mà. Giờ còn nằm dưới đất chứ. Có mấy tay nằm hồi nãy dưới đất lấy cái mấy cục đất nứt á, này như mấy cái chỗ này nhiều khi nó nằm dưới nè. Được chừng hai ổ như này được 2 ký ha anh ha anh ha. Nó thấy đâu, ổ này mới lạng. Coi vậy chứ nó. Là nó nặng chân á. Ừ. Nó nặng chân. Bữa nhỏ đây nè, bọc bự cho bá luôn, đâu được nhiêu ký tẩy hư chân anh. Bọc 5 ký mà nó hư hết trơn. Nở hả? Nó hư chân, nó nở
mỡ nó bắp vậy nè. Mà nó hư chân hết trơn luôn. Em về nhà em nhục có nửa cái ký luôn mà. Kiểu như nước nhiều quá. Chắc mưa hay sao? Mưa nhiều quá cái quá dầu vậy. Còn nắm bố bóp vậy là tiền không rồi đó. Cứng quá, đất mình cứng quá, em lại không nổi. Vậy kêu chồng đẻo cho cái cây nại. Ừ thì kia nó mới ta đẻo con cây nại cái tôi dắt xe để sẵn, tối theo vậy đó. Không có thời gian đâu anh ơi, đi làm chuyện khác. Làm gì? Chạy xe tải. À chạy xe tải hả? Bữa nào mà ở không. Dạ. Thấy chứ thấy chắc anh chưa qua hay gì. Thấy lâu quá, hồi nãy chưa về. bẻ cái cây sao nại. Kiếm cái cây nào cứng. Mỗi lần có cầm dao theo nó không có cầm. Theo là chặt củi á. Kiếm mấy cái cây trắng trắng á. Cái mấy cây trắng trắng cứng. Ồ hay nắm á. Nè nhỏ. Mấy cái chân này búp 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 hay nó coi vậy chứ vợ chứ mấy cái chân nào búp nó còn dưới chứ còn mấy cây mà lên cao cao cái chân dưới nha xíu. Bữa em nhỏ bên cây già bên bển á đối diện với anh á. Bên đi cái đi qua bển kiếm gặp mổ trụ đã nè ha, anh thấy em nằm dưới đất mà anh nở rồi nè, nó lên không nổi đất cứng quá mà. Em còn mà nãy không được nữa chứ. Cháu không có cây nại ngon á. À, đi kiếm nấm mối đằng kia nó cho đựng cây. Đã gì à? Mà bây giờ mấy thằng đi kiếm chuyên nghiệp nó toàn nại bằng cây sắt không à. Ờ, cây sắt hàng tháng năm đâu có cái lỗ rồi anh lại cái ổ cũ đâu có đâu. Nó nghe hơi sắt đi hết. Nó mối kỳ lắm anh à. Mình nại cây vậy chứ qua sang năm còn. Chuyên gia ta đi toàn là nãy cây không ai ta nói đâu biết là lại người ta nhổ nữa hay là người khác nhổ. Chơi lén hết nại chuyên nghiệp nó đi cây sắt nặng nại cho lẹ nặng đi kiếm nữa, còn mình cứ cái cây làm tới. Mình chủ yếu có ăn thôi. Em cũng bữa nhổ có được 5 kg bỏ lạnh á, xào xê bỏ lạnh anh. Em về gửi về miền Tây cho bà nội nó. Đâu có ăn đâu. Em kiếm được cái mối rồi hả? Mẹ em đâu có ăn đâu, bà bán hết trơn. Em vậy không có ăn, ít ăn á. Khoái nhổ. Đúng rồi, em vậy. Mà miếng làm phải nhổ. Nó mối này sạch anh ha. Lên cao không sạch. Sạch hơn. Kiểu như qua khối đất rồi. Còn mấy nấm mà búp búp mình nại cái nó dính đất á. Nó cứng cái mình nại. Bên bơi đó em nại mấy cây đó đó. Nó sình không mà mưa. Sình quá chừng sình. Nấm búp mà về ăn cũng nghe nhiều khi cũng nóng ruột cái bụng. Không. Ờ 4-5 ký là cái triệu mấy rồi. Đúng rồi. Quắt về cho 2 triệu á cái bạn ơi, để gửi về cho ba anh ơi. Rồi nó mối mất nó chết luôn, ta đâu có biết ăn đâu mà gửi về chi, để xong đây bán kiếm tiền mua sữa cho mấy nhỏ. Hàn Quốc không biết ăn. Đi miền Tây, đi Hàn Quốc về, ba đi làm xuất khẩu lao động á. Làm đâu được có 1 năm mà tao xây nhà 700-800 triệu luôn đã.
chung cũng tùy theo mình vô mình hên mình vô ngay chỗ ngon chứ. Nhiều người cũng qua bển về cũng đâu có gì đâu. Như mấy đợt ấy này, bữa giờ mấy tụi kia nó quay nó đi qua bên Thái Lan với Campuchia bển nó chuột người về quá chừng nữa. Là tại vì bà chị em là có bà có em ruột của ổng á, bên Hàn Quốc đã ở bển rồi, tôi định cư bển rồi nên cũng không có sợ. Nhầm cái em thấy về khóc lóc quá chừng luôn, 160 triệu mà chưa được con mà. Thấy ghê quá. Thôi, ở Việt Nam có mắm ăn mắm, có rau ăn rau đi chắc ăn. Nhiều người thì qua bển hên thì vô mấy cái nhà nào cũng đàng hoàng cũng đỡ. Rồi vô mấy nhà ba trạng khâu vậy. Mà bển mình đâu có biết người nào là người ấy đâu. Trừ khi có người quen ở bển thôi chứ. Đúng rồi. Giờ bển còn đồ đảo nhiều thôi chứ. Có người nhà mình ở định cư bển. Qua là được chứ. Mấy năm nhìn lú y như cái dù. Dù sao nó y vậy. Hồi nãy anh mà hồi thường anh chạy đường xe đường này là anh hốt rồi. Hồi nãy cả bình thường mà ấy cũng phớt cái đèn, bình thường ấy xây cũng phớt cái đèn qua mà nay không phớt. Nay nghe mệt mệt nên làm biến. Cái lật đặt lo xây xong về. Nó bữa nay hồi qua ta lô 7 lô 8 là nhỏ quá trời quá đất mà. Đó bạn em nhỏ được 2 kg à, 2 kg rưỡi. Mà nở hết rồi bán liền luôn, nhỏ xong bán liền 500. Vậy rồi nở chắc cũng cỡ như vậy chắc. Chắc vậy. Ba nhỏ nó mới tự sắp đẹp lắm anh. Ta đình ta xiết lại trời ơi, nhìn thấy thương. Được như mấy thằng này nè, nắm vậy nè. Là đã à? Này mà nướng rồi thôi. Mấy cái chặt cái bẹ chuối á. Quắn vô cái nướng. Mà sao ta nướng hay quá à, em nướng không được. Chặt cái bẹ chuối. Chặt sao? Rồi sao nữa? Cái lột nó ra, cái mình làm 2-3 lớp nữa mình quắn lại. À, cái bẹ ở dưới đó, hả? Cái bẹ dưới chứ không phải cái bắp nha. À biết rồi. Lớp khác. Em nãy sao nó hư hết trơn ủng rồi. Ừ, chân nó dài. Nó hư luôn hả? Em biết nãy hư luôn ủng á. Ở vậy em nhầm cái em tiếc gì đâu luôn á. Không biết nãy á. Nãy hư hết trơn à. Nãy thì cứ kê vô nãy thôi chứ. Nó dễ cây nha. Mấy hàng mà đi kiếm anh đi kiếm nấm á mà nại cây này nè, cái lâu lâu phải thay cây vô mấy cái đất cứng á. Đúng rồi, nại lẹ quá gãi cây hên. Mẹ nghe nó hỏi em mua cây nại, em muốn mua cho vậy em còn thèm. Tại 150.000 vậy á. Cây bằng sắt hay bằng cây? Bằng cây đẹp lắm. Cây cái kiểu cây gì, cái gỗ gì anh? Cái gì, cái cần nước gì không biết phải không? Nãy giờ em mấy này luôn.